các bạn nhìn một combo có thể bay màu nó này, mốc này, mày tóc biến vô này, mốc này, mốc khô máu chưa à? Thấy chưa, khô máu nó nằm im ru luôn, nó nằm im ru luôn anh em à. Rồi thôi, xem đây, hãy xem tới đây, hãy xem tới đây, headshot này, headshot, headshot, headshot. Đấy, anh em thấy không, combo của mình nãy giờ rất là ảo diệu á, truyền thiết liền. Mày hả? Mày hả? Mày hả? Mày mốc luôn nè, headshot nè. Mua nick Liên Quân Free Fire uy tín, chất lượng, giá rẻ, hãy đến với shop kho@rẻ.com. Link shop có dưới phần mô tả. Kính mời, kính mời. Hello anh em, xin chào anh em đến với kênh HD Game 76. Thì hôm nay mình sẽ chơi vị tướng Rajet. Trong cái phiên bản của mùa 13 này thì cái vị tướng, những cái vị tướng pháp sư sẽ được tăng sức mạnh ở cái lối trang bị và cái meta game. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cầm vị tướng Jira này sẽ đánh với cái vị tướng Dirac của team bạn. Thì Dirac của team bạn quýnh cũng khá là tốt, dùng chiều khá là chuẩn, mới đẩy mình vang ra đó các bạn ạ. À, các bạn Murat ơi, bạn qua đây mình múc bạn một phát này, mày hả vậy, mày chúc mày lên luôn này. Thì các bạn biết rồi đấy, Rajet là một vị tướng rất là cũng combo khá là ổn định ở cái việc đó là tung cái chiêu hai rất là xa và câu máu rất là nhiều. Mày hả Murat này, mày Murat đâm cả hai thằng này. Mày hả đi rất đấy. Thì rồi headshot. Ui dùi, nó đẩy mình ra rồi anh em ạ. Ui dùi, pha đó anh đi rất hay thế. Thì về cái lối trang bị và cái bản ngọc và phù hiệu thì mình sẽ chia sẻ các bạn như sau. Về cái bản ngọc thì anh em sẽ lên bản ngọc đó là công phép 66, xuyên giáp phép 88, hút máu phép là 10% và tốc đánh là 6%. Thì mình có để ở cái phần ở trên màn hình đấy, các bạn xem nha. Và cái phù hiệu và cái trang bị của trận đánh này mình cũng để dưới màn hình, các bạn xem nha. Thì mình sẽ hỏi anh em luôn một chút, đó là các anh em muốn mình chia sẻ là chi tiết giống như những clip trước hay là chia sẻ như thế này thì nó sẽ hợp lý hơn. Thì anh em comment ở dưới phần comment nhé. Thì mình cũng có tham khảo anh em thử ý kiến anh em ra sao. Bây giờ mình sẽ lên mình ganh thấy mẹ cái thằng rồi. Mình tưởng đâu mình lên mình ăn cái pha đó rồi anh em ạ. Ui dùi, mèo lắc băng tóc thế. Bây giờ mày đi rắc. Mày đi rắc. Ui dùi, nó tóc biến nó vô trong rồi anh em ạ. Nhanh thế. Mình tưởng đâu pha đó mình múc một phát mình ủi nó về luôn anh em ạ. Về thì về cái vị tướng Rajet này mình sẽ chia sẻ cái cách đánh như sau cho anh em nâng mát chiêu 2. Nâng mát chiêu 2 và cái combo thì anh em cứ đấm cái chiêu 2 thật là nhiều vào, trúng cần nhiều tướng địch thì nó sẽ hút mày miễn nhiễm này. Anh em thấy không, mình hút khô máu thằng đi rắc liền. Bố mày lại sợ mày, trong trụ rồi, trong trụ cũng chết con trai. Thì anh em cứ đấm chiêu 2, cấu máu tướng địch và làm giảm giáp của tướng địch xuống. Sau đó anh em sẽ dùng chiêu 1 múc vô và kéo ngược cái hướng di chuyển của mình ấy, kéo ngược lại và xong đó múc chiêu cuối. Thì nó sẽ đẩy ngược lại cái thằng tướng địch nó trở về phía mình anh em. Thì anh em đánh nhiều nó sẽ quen cái tay thôi. Nói chung là múc chiêu 2 gì đó, trúng hãy canh combo rồi là múc chiêu 1 và vuốt cái chiêu cuối trở ngược lại thì nó sẽ đẩy cái team địch trở về phía của team mình. Đó là cái combo mình hay chơi, có nghĩa là đánh cú móc mà đấy. Tả xung hữu đột ấy. Thì tí nữa mình sẽ đánh cho anh em xem, tí nữa mình sẽ cố gắng mình thị phạm cho anh em xem như thế nào nha. Thì bây giờ mình sẽ đi ganh khắp map anh em ạ. Bây giờ đi rắc nó sẽ đẩy về lính đó mà mình sẽ xuống mình múc cái đầu thằng Alex. Mày hả Alex, múc nè, ủi chữ cuối về nè anh em thấy không, múc nè ấy, rồi lui ra và đó mình múc thế mà nó chưa chết anh em ạ. Alex này có vẻ giáp phép nó hơi nhiều. Anh đi rắc anh làm gì vậy, mày hả con trai, trúng rồi đó, múc nè. Ui dùi, không qua cái trụ anh em ạ. Đấm đầu vào cái tường đóng như là cú đấm thép anh em ạ, đấm vào cái tường đó. Ui dùi, ui thôi, ghê quá.
À, thì bạn đi rắc dùng cái chiêu này chón rất là khó chịu anh em ạ. À, bây giờ mình thấy trên kia anh Murat đâu rồi, anh Murat đâu rồi nhỉ? Anh rút bóng rồi anh em ạ. Thôi thì mình rút bóng rồi, mình ra mình sẽ đẩy lính cho team. Đấy. Thì anh em cứ lên cái trang bị băng ngọc như thế. À, mình cũng nghiên cứu rất là nhiều về vị tướng Rajet này rồi mình mới chia sẻ lại cho anh em. Đấy. Thì anh em cứ lên đồ như vậy nó đánh rất là thốt. Và có lượng hút máu rất là nhiều nha anh em ạ. Mà mình canh mang đây nè. Mày con ta. Ui chưa kịp vốt chiêu cuối anh em ạ. Thằng này bật chiêu cuối là nó đẩy hay quá anh em ạ. Trời ơi mày không chết cho nó luôn. Vừa đầu quá anh chữ Kamehameha đầu quá anh đi rắc à. À bạn biết rồi đấy, xưa nay là bạn Tăng không ngá ngày bao giờ. Bạn Tăng sẽ 10 năm trả thù không có muộn đó nha. Đấy, thì bây giờ mình sẽ xuống mình ganh mấy cái thằng ông nội ở trên đây làm sao mà đẩy được cái trụ của mình. Ơ rồi cái trụ của mình xong luôn. Mày ạ, vô đây làm gì nè. Mình hút qua hút lại cuối cùng nó không combo được, nó không chém được chiêu cuối vào anh Joker đã ăn được cái mạng của vị tướng Eron anh em ạ. Thì vị tướng Rajet này á đấm rất là thốn anh em. Đấy, khi mà lên được cái xuyên giáp rồi đấm rất là thốn. Đấy, anh em cứ cấu máu như vậy thôi, đứng ngoài đấm chiêu một vòng, hút này, vút chiêu cuối về. Ui giời, pha đó vút thế mà nó không ra được anh em ạ. Hay vậy ta, thôi mình đấm luôn cái trụ này đi, lộn bán cái trụ Grand Violet đó, đúng rồi, hay lắm anh ơi. Mình tổ chức cướp bùa xanh của team địch. Bùa xanh của team địch đã biến mất không cánh mà bay. Đấy, bây giờ mình sẽ đẩy tiếp cái đường lính này. Và sau đó, ui giời, Violet rất là hay anh em ạ. Bây giờ mình sẽ ganh tiếp cái đường giữa này, cứ đẩy lính giữa lên. Đấy, thì thằng đi rắc này nó thủ rất là tốt rồi anh em ạ. Đấy, thì vị tướng Rajet thì anh em cứ từ từ mà đánh, cứ đấm cái chiêu 2 vào. Và mình xác định được là khi mình lấy được cái đủ cái nội tại ở dưới, cái cây trắng trắng ở dưới mà đủ được nội tại. Thì mà khi mà dùng combo anh em canh được cái sát thương của vị tướng Rajet này á, một combo có thể chết được một vị tướng máu mỏng anh em. Đấy, thì mình cứ cấu máu thôi. Mày hả? Rồi xong. Bố mày là sợ mày có cả móc luôn này về nè. Rồi xong luôn. Các bạn thấy rồi đấy. Bây giờ nãy hai thằng mình định đi về rồi, nhưng mà cuối cùng hai thằng kia nó chửi mình lại móc chết thằng cuối cùng bay ra định thoát lại. Mình tưởng đâu thoát rồi, ai ngờ tránh vỏ dưa gặp ngay nghe su. Nó bắn cho cởi đầu ra. À anh vuốt ra này đấy. Anh em thấy combo của mình chưa? Đấy, múc cái chiêu 2 và xong dứt cái chiêu 1, vuốt cái chiêu cuối ngược ra là nó tem nó thằng cái thằng Aero nó bay màu liền anh em ạ. Headshot nè. Đấy, cứ cấu máu như thế nha anh em, cứ cấu máu bình thường, cứ từ từ cấu máu xong đó mình sẽ múc cái chiêu 1 và vuốt chiêu cuối ra vậy. Trở về là tem địch nó sẽ bay màu thôi. Mà ra đây, bố mày là sao mày? Mày ra đây. Các bạn mà thấy mình đấm hào, đấm nè. Vô. Đấy. Đấy, solo với Rajet thì vị tướng này đánh khi mà các vị tướng máu mỏng, ví dụ như mấy thằng AD rồi đó, một combo có thể bay màu cái thằng AD liền nha anh em. Mà từ từ mình sẽ xuống dưới đây, mình sẽ chón gì anh em ạ, khó chịu vậy. Để mình đánh coi, tự nhiên bạn chón mình hoài, bạn rắc à. Ui dùi, sao mình núp trong đàn nó thái tá hay thế. Bạn Murat này có vẻ chém ảo diệu nha. Ảo diệu đấy, có vẻ là ảo diệu, rất là ảo diệu đó anh em ạ. Đấy, thì bây giờ mình sẽ ép đường giữa này lên nha anh em. Bây giờ mình sẽ coi mình giết cái thằng Esu này. Các bạn nhìn một combo có thể bay màu nó này, múc nè. Mày tóc biến vô này, múc khô máu chưa à. Thấy chưa, khô máu nằm im ru luôn. Nó nằm im ru luôn anh em ạ. Ở trong trụ mà sống với mình à, đâu có chuyện mà ở trong trụ mà sống đâu các bạn. Bạn thấy bạn nằm im ru liền không? Thấy mình thấy Rajet là lo né đây nha anh em. Đấy. Để mình sẽ kiếm mình thị phạm lại cho anh em xem một pha nữa nha. Bây giờ mình từ từ. Đi rắc nó đẩy nhanh quá anh em ạ.
Bây giờ nè, bốc nè, headshot liền, khô máu liền. Mày á, hết máu rồi. Bây giờ mình sẽ đi hút máu từ những cái con quái này nghe anh em. Đấy, anh em dùng cái bản ngọc như vậy thì nó có hút máu rất là nhiều. Đấy. Bản ngọc và cái đó anh em thấy không? Hút máu gần đầy cái cây máu rồi anh em ạ. Đấy, cứ mình đi ví dụ gần hết máu thì mình cứ đi mình farm thôi, mình farm những quái nhỏ này để nó đầy máu lại anh em ạ. Rất là nhanh thôi, không có gì đấy. Đấy, đây gần đầy cây máu rồi. Bây giờ mình tiếp tục mình vào mình múc cái thằng nào trong trụ ra luôn nè anh em ạ. Mình phải chơi khô máu như vậy. Xưa nay là bằng tăng không ngắn ai bao giờ. Bằng tăng không ngắn trụ cũng không ngắn người ta đâu nha. Bây giờ, ôi cái trụ là bể luôn rồi. Mày hả đi rớt. Bạn vào ra đây, bạn, mình múc cho bạn khô máu bạn làm. Ui dù ôi, ngày Ron nó giết được con chó rồi anh em ạ. Mày múc luôn nè, headshot nè. Đấy, anh em thấy không, một múc là cái thằng một múc là cái thằng Alex nó bay màu luôn anh em ạ. À, kiếm pha nào khô máu này. Úi dùi, rút bóng rồi. À, Enron, mình nãy bạn giết gấu chó phải không? Bạn giết gấu chó phải không? Bây giờ mình sẽ trả thù cho bạn gấu chó này. Người ta nói là quân tử trả thù 10 năm không có muộn, nhưng từ nãy giờ mình thấy hơi lâu rồi đó. Headshot, úi dùi, đám tặc này. Úi dùi, úi dùi. Các bạn thấy không? Khoảng cách gần như vậy mà vị tướng ra giết trong tay HD game 76 đấm vẫn tắt. Thế mới gọi là cao thủ mà thấp thủ à. Cái đó gọi là thấp thủ đó anh em ạ. À, Aaron dưới kia rồi anh em ạ. Bây giờ mình xuống mình trả thù thôi. Xem đây, hãy xem tới đây. Headshot này. Headshot. Đấy, anh em thấy không? Combo của mình nãy giờ rất là ảo diệu á, truyền thiết liền. Mày hả? Múc luôn nè. Headshot nè, ôi rảnh nè em không bạn ơi, từ bạn ơi. Các bạn thấy không, đi rắc nó nằm im râu luôn. Ai à, thì mình từ mình phải hồ máu một tí cái đó, rồi mình mới bây giờ mình chiến tiếp anh em ạ. À, thì cái combo của các bạn như vậy nha, cứ múc chiêu 2 vào và cái chiêu 1 mình múc vào xong mình vuốt cái chiêu cuối ngược ra thì nó sẽ nó tối ưu cái lượng sát thương. À, thôi mình đập luôn cái trụ này. À, thì kết thúc clip của mình tại đây. Nếu anh em thấy hay thì nhớ like và subscribe cho kênh mình nha.